Thì chúng ta biết cuộc đời bây giờ nó khó khăn, mà chẳng những khó khăn như vậy mà ngoại đạo nổi lên rất nhiều. Ngoại đạo đây không phải là xấu, là ngoài con đường giải thoát. Thì chúng ta thấy đạo Phật hồi thời Thái tử Siddhartha đã sao có 62 tôn giáo ngoại đạo rồi, tức là đưa lên các cõi trời thôi, mà cõi trời thì hưởng hết phước thì phải luân hồi sinh tử nữa. Thành ra Thái tử Siddhartha sau khi qua học tất cả các tôn giáo thì trong đó có hai ông thầy hay nhất, đó là Alala và Đức Lầu Tam Phất. Mà ông dạy vô sửu xứ thì nó giống hệt như A-la-hán, và ông dạy phi phi tưởng xứ thì giống hệt như Như Lai. Thì hai ông này cao ngạo tự cao. Thì Thái tử Tưởng Thiệt sau khi đi học xong mà thấy cái chỗ hớ, tức là cái chỗ nhái dỗm, ngài mới giảng cho ông thầy nghe. Cuối cùng hai người ta phục, nhưng mà hỏi ngài con đường tu của A-la-hán và Như Lai thế nào, ngài cũng không biết, mà chỉ thấy cái chỗ sai lầm thôi. Rồi nói giờ ngài đi tìm hết Ấn Độ cũng không có ai hơn tụi tôi hết á. Thì Thái tử nói đúng, tôi đã đi tất cả tôn giáo, 62 tôn giáo tôi đều có tu học hết, thì không có tôn giáo nào đúng đắn hết. Nghĩa là đưa ngoại đạo là đưa tới con đường người trời thôi, chỉ có đạo Phật mới đưa tới giải thoát. Mà người trời là giải thoát khác nhau như thế nào thì chúng ta thấy thời buổi này quý vị còn không phân biệt được. Cả tới những người xuất gia, những tỳ kheo hòa thượng cũng nhận không được. Tức là tư tưởng và bát nhã, giữa nhất niệm và vô niệm thì có đó khó khăn vô cùng. Nhất niệm thì dễ thôi, nhất niệm là tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi qua tứ không, tức là thăng qua tư tưởng lên từ địa ngục lên ngạ quỷ súc sanh atula, rồi lên tới cõi trời người, cõi trời dục giới, rồi trời sắc giới, rồi trời vô sắc, rồi qua tới vô sắc là phi phi tưởng, là cao nhất, tương tự Như Lai. Thì ngài thấy sai hết á. Ngài cuối cùng ngài nói bây giờ mình phải đi tìm mình, ta trở về với ta thôi. Thì ngài mới xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Đạo có khi ở tại lòng ta, tức là ở tại cái xác thân không đầy hai thước này, thì cái quả Như Lai A-la-hán nằm trong đó. Ngoại đạo nó bỏ xác thân này, nó đi kiếm ở ngoài đời á. Nhất là thế giới bây giờ thần thông rất là nhiều, cũng như vô Thượng Hải, vô Trí Hải, vô Thượng Sư gì đó. Và bây giờ tới ông Lương Minh Đáng gì đó, Hà Quang thì cũng rơi rớt hết rồi. Bây giờ tới cái vụ ở Châu Đốc nữa. Thì bây giờ ngoại đạo nó thuyết pháp một cái là 4-5 ngàn người nghe, mà không tưởng thuyết pháp không. Mà cái hấp dẫn nhất đó là có thần thông, có hào quang. Mà quý vị tưởng hào quang là đạo quả, đạo quả không phải hào quả đâu. Mà quý vị tưởng đâu xá lợi là mấy người đắc quả, cũng chưa hẳn đâu. Xá lợi nó có nhiều thứ xá lợi. Xá lợi của người trời khác, của ngoại đạo khác, của Phật khác, khác nhau về cái hột lớn nhỏ với cái màu. Thường thường ít có ai màu vàng, màu vàng mới là của Phật. Thành ra bây giờ nó vàng thao lẫn lộn, chúng ta không biết làm sao. Và tôi phải đi nói cho người ta biết. Bây giờ nó nói Sài Gòn, ở Bến Tre, ở nhất là Châu Đốc đang rần rộ, là năm tới năm 2012, 21 tháng 12 đó là tận thế. Bây giờ chúng ta cứ sợ vô trong tịnh xá tôi thọ giới cải đóng. Rồi hỏi giờ con thọ giới con khỏi chết ông sư? Tôi nói bây giờ khỏi chết rồi, giờ ta chết hết thì mấy cô sống với ai? Rồi thí dụ đi là không tận thế rồi mấy cô chết không? Cũng phải chết. Rồi tận thế thì cũng chết. Cái chết sống không thành vấn đề đối với đạo Phật. Mà chúng ta rất sợ cái chết. Ôi ùn ùn năm 2000 có gì do thế giới cải đóng. Rồi 2000 rồi đâu có tận thế. Mà 2000 sở dĩ không tận thế là tại sao quý vị biết không? Đúng là 2000 tận thế đó. Mà tận thế hay không là do quý vị, do mỗi cá nhân của chúng ta, chứ không phải do cái hoàn cảnh bên ngoài. Bảo đảm quý vị bây giờ thế giới quả địa cầu này 6 tỷ mà chịu tu hết ăn chay thọ giới, bảo đảm là không có vấn đề tận thế. Có tôi chịu xuống địa ngục. Còn bây giờ muốn cho cái tận thế sớm hơn ngày 21 tháng 12 nữa thì cứ làm ác đi.
quý vị phải nhớ là cái nhân quả là do con người tạo ra, mà chuyển nhân quả, chuyển nghiệp cũng do chính con người. Tam giới duy tâm mà dạng pháp duy thức, thì quả địa cầu này tiêu diệt hay không là do quý vị. Bây giờ chúng ta thấy khí hậu nóng, biết bao nhiêu người chết là do ai? Cũng do con người. Mình tạo ra rồi mình hưởng lấy rồi mình lên trời. Tụi quý vị ngồi với tôi ở đây có hay không? Thật hay không? Nếu quý vị nói có thật là sai, còn nếu không có không thật là trật. Mình phải hiểu đạo Phật cái chỗ đó. Thành ra không thể kết luận gì như vậy thì hỏi gì chứ. Cái châu đốc mà 21 tháng 12 có không sư? Tôi nói nếu có là sai, mà không có là trật. Nó nằm ở trong tay quý vị á, mà trong tay của cái cộng nghiệp à, chứ không phải có biệt nghiệp. Quý vị muốn cải sửa thì quý vị có định lực phải mạnh cải sửa cả cái cộng nghiệp, quý vị làm nổi không? Còn nếu cộng nghiệp chịu cải sửa thì không bao giờ có tai nạn gì hết. Tất cả tai nạn đều do con người. Tam giới duy tâm mà dạng pháp duy thức, do cái thức biến của quý vị thôi. Chứ không có mà tai nạn mà nói động đất rồi sóng thần rồi kia. Cái vụ đó không có. Nhưng mà nó không có là trật. Mà nếu nó có là sai. Sóng thần là do ai? Cũng do quý vị. Bão tố, lũ lụt là do ai? Cũng do quý vị. Thành ra mỗi vị thánh nhân người ta thoát khỏi cái đó hết. Người ta không có dính mắc vào đó. Thì đó là đạo Phật. Mà làm sao không dính mắc? Chúng ta nói dùng cái chữ dính mắc tức là ghiền đó, nghiện ngập. Trong cuộc sống này quý vị có không ghiền không? Ghiền đủ thứ, kêu là thích đủ thứ. Thích không thích cà phê, thích trà, thích rượu, thích đàn bà, rồi lại là thích cờ bạc. Dính mắc cái gì thì chúng ta luân hồi vào cảnh giới đó. Quý vị nhớ mấy người cờ bạc đó, quý vị đến nhà kiếm có đi đâu? Họ vô sông bài. Tại vì họ ghiền cái sông bài họ đi vào đó. Còn những người nhậu mà đến nhà không có đi vô đâu? Họ vô quán nhậu. Như vậy quý vị chết rồi quý vị cờ bạc quý vị sinh đâu? Thì sánh vô nhà cơ bác. Đồng thinh thì tương ứng, đồng khí tương cầu. Tôi là nhờ duy thức làm ra tôi không có sợ. Cái gì nói ra sấm giảng này kia, tôi nói cái đó không, tôi không có bác. Và tôi không có chấp nhận. Thành ra tôi hỏi vậy sư gì có địa đàng không? Có địa ngục không? Tôi nói nếu có địa tạng địa ngục là sai. Mà nó không có địa tạng địa ngục là trật. Hiểu đạo Phật mà phải hiểu chỗ đó. Địa tạng địa ngục là do mình. Nếu mà tôi không làm ác thì hiện tại tôi có địa ngục không? Mà nếu bây giờ tôi không làm ác thì làm sao chết tôi xuống địa ngục được? Địa ngục là ai tạo quý vị biết không? Chính quý vị tạo ra. Nếu quý vị là cõi trời, quý vị tu giữ giới vậy mà quý vị xuống địa ngục, tôi xin xuống địa ngục trước. Còn quý vị làm ác nhậu nhẹt cờ bạc giết người đi thì địa ngục ngay bây giờ. Công an nó nhốt quý vị đó là địa ngục ở trần gian. Rồi chết rồi theo cái nghiệp quý vị nhớ lại cái ác của mình đó thì nó hành hình quý vị. Ở ngoài bên khoa học thì kêu là lương tâm cắn. Thì quý vị tạo ra cái cảnh địa ngục, quý vị chui vào đó. Quý vị phải hiểu duy thức cho rành để rồi quý vị tu cho chính đáng. Đừng sợ ai hết. Ông Phật bây giờ cũng không đáng sợ nữa. Mà sợ ai quý vị biết không? Sợ ai? Sợ ai? Sợ mình thôi. Địa ngục là đây, niết bàn cũng là đây, mà thiên đường cũng là đây. Tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Thành đâu quý vị nắm ở trong tay cái đạo quả của mình, mà cứ chạy đông chạy tây chạy bên ngoài tìm kiếm, mà chính mình là không tìm kiếm. Cứ lại Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, cầu A Di Đà tiếp dẫn mình về cõi Phật. Tôi nói gì không phải là tôi bác tịnh độ, nhưng mà tôi chuyển dương tịnh độ cho rõ ràng. Vậy là pháp môn tịnh độ Phật A Di Đà Quan Thế Âm có không? Thì cũng vậy, có là sai, không có là trật. Bởi vì tại sao có người cầu giảng sanh lợi giảng sanh, mà có người cầu giảng sanh không giảng sanh? Quý vị biết tại sao không? Giảng sanh không là do mình chứ đâu phải do A Di Đà. Nếu quý vị tha thiết cầu Phật A Di Đà 90% thì A Di Đà phải tiếp dẫn thôi.
không bao giờ bỏ được. Còn quý vị cầu bằng cái miệng mà cái tâm quý vị nghĩ nhà cửa mà A Di Đà tiếp dẫn, tôi chịu thua. Thành ra nắm cái chỗ đó là chúng ta mới là sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Thành ra có người không hỏi, cứ hỏi tôi hoài: bạch sư vậy chứ niệm Phật cần lần chuỗi không sư? Có người nói hỏi lần chuỗi đó thì mới dễ giảng sanh, không lần chuỗi không giảng sanh. Một ngày con lần mấy chục sâu chuỗi giảng sanh không sư? Tôi nói nửa 1000 lần cũng không giảng sanh nữa, mà niệm 50 lần cũng giảng sanh nữa. Niệm Phật là niệm gì mấy ông bà biết không? Niệm cái gì? Lấy cái gì niệm Phật? Cứ nói lấy cái miệng niệm Phật không? Tôi vì mà tôi khổ tâm, tôi phải vô cái vùng sâu vùng xa mấy ông già bà cả. Tôi hỏi bây giờ không có miệng bà niệm được không? Không có miệng làm sao niệm Phật chứ? Họ cứ nghĩ vậy thôi, mà nghĩ vậy là chết. Niệm tía lia khích khình khinh, mà nếu cái tâm nghĩ tùm lum thì giảng sanh không? Đâu có giảng sanh. Thành đâu có gì, từ cái lầm này cái lầm khác là ra tôi phải cực khổ. Tôi bệnh dữ lắm á, nhưng mà tôi cũng ráng đến để thầy nói bữa nay đông lắm, mà mấy người rất là tha thiết về pháp môn tịnh độ. Rồi bây giờ đang ở Sài Gòn, Bến Tre gì đó thuyết pháp tới 4000 người nghe, mà người thuyết pháp có hào quang nữa. Tôi nói chết, chết chết. Cái điều này là tịnh độ văn hết. Hào quang ăn thua gì? Bây giờ Phật có hào quang thì chắc nhiên. Hào quang của Phật có quan trọng không? Ăn thua gì? Hào quang của ai mới quan trọng? Hào quang của mình. Phải vậy không? Thành ra tôi mà cái vụ xá lợi thì tôi rất là, không phải nó không có mà không phải chấp nhận. Tôi đi mấy cái chùa đó, nơi sư vô lễ, con đem xá lợi của Phật Ấn Độ gửi cho con. Tôi nói, tôi không cần khỏi. Xá lợi đó đâu có quan trọng. Mấy sư mà, pháp sư nói gì kỳ vậy? Xá lợi của Phật mà không quan trọng, gì có ai mới quan trọng? Tôi nói, thầy hòa thượng biết có ai quan trọng không? Có hòa thượng mới quan trọng đó. Quan trọng đối với hòa thượng thôi nha. Còn của con là quan trọng đối với con. Cái gì phải biết chỗ đó. Bây giờ lại xá lợi của Phật 100000 lại đội tới xói cái đầu, giảng sanh không? Giảng sanh. Lại cái tâm của mình, mà cái tâm là cái gì mới được chứ? À, nói về đó là những người có, thì quý vị phải gặp tôi ít nhất 70-80 lần rồi mới hiểu được cái chân tâm. Nói vậy cái chân tâm không phải dễ hiểu đâu. Tôi 40 mấy năm trời bây giờ tôi mới tạm hiểu nó. Tôi nói tạm thôi đó. Rồi tôi như vậy đó gọi là chánh tín đấy. Có cái niềm tin vững chắc về con người mình. Tất cả chuyện luân hồi sinh tử đều là nơi đây. Mà thấy được cái chân tâm, mà chân tâm là gì? Quý vị thấy là cả vấn đề mà khi tôi giảng rồi quý vị có thể nghe tôi 50 lần quý vị hiểu được. Còn quý vị thực hành đó là 10 kiếp bây giờ cũng chưa có sống được cái chân tâm. Tôi bây giờ đó là tôi cũng chưa sống được chân tâm, nhưng mà tôi biết nó là mấy chục năm nay rồi. Mà không thể sống được với nó. Tại sao quý vị biết không? Tại sao mà mình khó sống với chân tâm? Mình khổ là do cái gì quý vị biết không? Khổ là do tập. Mà tập đó thì giải thích tập là cái gì quý vị biết không? Tập là nghiện ngập, là ghiền, là dính mắc. Mà trong cuộc sống này quý vị có dính mắc không? Dính mắc đủ thứ. Mà tước hết cái dính mắc quý vị thì quý vị lại sợ. Sợ cái không dính mắc là cái chân không. Cái không của Bát Nhã của Đạo Phật rất là khó sợ. Ngoài Tây Phương nó rất là sợ cái không đó. Nó tưởng không đó là hư không. Không là không ngơ. Không là ngoan không. Không là không có gì hết. Rồi không có gì hết rồi làm sao sắc thân này cũng không có luôn. Mà chính khi nào trở về cái không đó thì nó tràn lan ở vô lượng. Chính cái không này sanh ra tất cả chúng sanh vạn pháp và các môn. Bây giờ làm sao nhận nó? Đặt cái chữ làm sao là kẹt nữa. Nó Đạo Phật nó có cho đó. Làm sao lại quý vị tìm pháp môn? Mà cái gì không có mục đích làm sao có pháp môn? Mà Đạo Phật tu là để làm cái gì? Tu là để không làm gì hết mới tu. Còn làm là không phải Đạo Phật. Thành ra quý vị thấy nó vô lý. Cái Bát Nhã nó là một cái rất là vô lý. Mà chính cái vô lý là cái hữu lý nhất.
Vì tưởng bữa nay chắc tôi cùng hay không? Dạng, tôi ở lui. Nhưng mà cái đạo Phật là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó khó vậy, thành ra ngoại đạo nổi lên nhiều. Tôi sợ quý vị bị lầm. Biết bao nhiêu người ở Trà Vinh giọt lên Sài Gòn đó, nghe ông gì đó thuyết pháp đó, cũng mặc y như tôi mà nó có hậu quả. 4-5 ngàn người nghe. Mà sao chánh quyền bây giờ cũng dễ á, cũng ổn. Người ta nói đó là chánh pháp. Bây giờ tôi ngồi để thuyết pháp tôi bay lên được rồi, quý vị nói tôi đắc quá. Hay là tôi đi vào trong nước, trong lửa, thì quý vị nói tôi đắc quá. Đắc có mốc gì đâu. Chứ nói vậy là Đức Phật không có thần thông hả sư? Tôi không nói Đức Phật có thần thông, mà tôi không nói Đức Phật không có thần thông. Mà thần thông của đạo Phật thì nó khác cái thần thông của ngoại đạo. Thần thông của ngoại đạo là thần thông của tư tưởng. Thần thông của Đức Phật là thần thông của trí tuệ. Như vậy trong trí tuệ có tư tưởng không? Trong tư tưởng có trí tuệ không? Đó là những cái vấn đề quý vị phải tìm hiểu nhức đầu. Anh ra nghe pháp tôi đòi hỏi quý vị phải hạ thủ công phu. Anh ra tất cả Phật tử rất sợ trả bài để có thuộc lòng. Rồi về phải bắt kiết già lên ngồi ít nhất 2 tiếng. Thì nhân nào quý vị ngồi được 7-8 tiếng một vài tuần rồi quý vị có thể hiểu đạo Phật. Rồi bây giờ mới qua Bát Nhã, qua trí tuệ được. Cái Bát Nhã không phải nói bằng miệng. Tôi ở đó là tôi không có tin tịnh độ, bị nó vô lý lắm. Chút nữa tôi đưa ra mấy câu hỏi, quý vị thấy là người ta đặt vấn đề tịnh độ sai rất nhiều. Mà nếu đặt vậy thì quý vị không trả lời được. Nếu đứng ở trên phương diện mà hiện tượng, tư tưởng đó, thì không thể trả lời được. Cái pháp môn tịnh độ không phải dùng tư tưởng mà tìm hiểu được. Nó thuộc về vấn đề phi tư tưởng. Nó, trí tuệ là không phải tư tưởng. Mà trong trí tuệ thì có bao gồm tư tưởng. Mà trong tư tưởng thì chưa dối đến trí tuệ. Nói vậy không, quý vị không biết sao. Thành ra bữa nay tôi tạm giới thiệu thôi. Rồi khi nào gặp nhau nhiều lần nữa, chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái. Thành ra có mấy cái đĩa trên mạng nó điện thoại về tôi, nó hỏi sao mà sư giảng sư bỏ lơ bỏ lửng nhiều quá, làm cho tụi con hụt hẫng. Tôi nói chính là tôi muốn tạo cái hụt hẫng đấy. Quý vị ăn cơm mà ăn no một cái bụng rồi nó không bao giờ ngon. Đưa quý vị nửa bụng thì nó ngon. Ăn ít thì no dai. Ăn nhiều thì nó tức bụng. Thì phần nửa đó để cho quý vị tự suy nghĩ lấy. Mấy sư đưa ra 7 câu hỏi tịnh độ mà sư không có giải thích. Mới có 3-4 câu à. Mà mười mấy năm nay rồi sư có lập tới lập lui, nhưng mà làm sao hiểu nổi. Câu thứ 3 là nó bắt đầu khó rồi. Có 4, số 5, số 6, số 7 còn khó nữa. Mà quý vị không chuẩn bị gì hết. Nếu muốn nghe thì quý vị phải trả bài cho tôi. Cũng như học lớp 1 rồi trả bài xong rồi tôi mới đưa lớp 2. Còn bây giờ tôi dạy dột mà quý vị mới ở lớp 2 mà tôi đem bài vở lớp 12 xuống giảng thì tội nghiệp tôi, tội nghiệp quý vị. Quý vị không học được cái gì hết. Mà tôi lại là rác cổ, làm việc không ít lợi gì hết. Thì tôi giờ tôi giới thiệu là 7 câu hỏi tịnh độ mà tôi đã giảng đó. Rồi tôi xin giảng hết, mà đại khái thôi, đại cương đó. Rồi muốn đi vào chi tiết là chúng ta phải gặp nhau vài trăm lần nữa. Thì bây giờ phải trả bài cho tôi mới giảng. Chúng tôi cũng cái 2, số 3 là tôi làm tới làm lui hoài. Chừng nào thuần thục á, quý vị có cái sự hiểu biết đó. Mà muốn hiểu biết thì quý vị phải bắt kiết già, không có cách nào khác hết. Thành ra đạo Phật lấy cái thiền định làm gốc. Chúng ta biết Thập Thích Ca mà đắc quả do cái gì không? 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, phải không? Ai có lợi cho biết. Thì qua tới ngày thứ 49 sao mai vừa ló rạng, dạ đổ minh tinh nhi tiện thành chánh giác, rồi thành Như Lai. Mà chúng ta biết ngồi 49 ngày không ăn không uống quý vị làm nổi không? Quý vị chừng 2-3 tiếng là một ngày không ăn uống là lo trời. Mà ngồi cái nhức giò, mà ngày ngồi có bắt kiết già như vậy 49 ngày 49 đêm thì có không cái gì có không qua cái thiền định đó. Thành ra Đức Phật thường nói đó, nếu các con không hiểu giáo pháp của ta thời mạt pháp này đó, là không có đạo sư đâu. Tức là không có ai mà đắc quả la hán á.
mà lãng mới xứng đáng dạo sư các con. Thì các con cứ hỏi trong vô sư trí, tức là thanh tịnh, thì trong thanh tịnh trả lời hết. Rồi tôi cứ bắt cái giờ tôi ngồi sâu vào đó hoài, thì trong lúc thanh tịnh sẽ mình hiểu. Hiểu mà không có thời gian, vô cái thanh tịnh nó chỉ cho mình. Thành ra hôm nay tôi giảng là nho nhờ tôi thanh tịnh, tôi coi duy thức, nhất là Thủ Lăng Nghiêm giảng rất rành. Nhưng mà rất rành đó là nó cô động, không có coi, không có hiểu nổi. Nhưng mà coi tới mười mấy hai chục lần, rồi kiết già đi sâu vào đó. Hãy mười mấy hai chục lần bắt đầu mình có cái thuộc lòng, nó nằm ở trong lòng thì nó xuất ra. Rồi cứ mình yên lặng hoài, mình chiếu soi nó cái tự nhiên hiểu. Thì cái tự nhiên hiểu đó là vô sư trí. Cái trí không có thầy. Thì tôi mới thấy chúng sanh bây giờ đau khổ quá, chứ tôi tính không có ra giảng. Tôi quý hòa thượng thầy tôi đầy quá, ông là vậy là ông ai mà dám xưng mà chứng đắc thời buổi này. Nhưng mà ông lấy cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của ông, cái kiến thức của ông đó 40 mấy năm trời rồi, thì ra trao đổi với người ta thôi. Thì tôi thấy thôi mình cũng gần chết rồi, 70 mấy tuổi rồi, thì tôi ra trao đổi rồi vài năm để mình vô là thiêu. Thì tôi cũng phải cố gắng tôi đi thôi. Thì thôi giờ chúng ta đi thẳng vào bảy cõi tịnh độ, để chúng ta thấy. Còn cái vụ mà sấm giảng thiên cơ ở châu đốc rồi thì quý vị, ta nói con Phật đó thì Phật dắt, mà con ma thì ma bắt. Thì ai muốn làm sao đó làm. Thời buổi này là cái thời buổi của vàng thao lẫn lộn, tôi không đủ khả năng kéo. Thì tôi chỉ lấy giáo pháp để cho quý vị sáng tỏ, rồi mỗi người phải quyết định lấy số phận của mình. Tôi thì vấn đề ở châu đốc, tôi không có vấn đề bác, mà tôi không có vấn đề tin. Nếu đủ duyên thì nó hiện ra bữa 21 tháng 12, mà nó không đủ duyên thì nó qua bữa khác. Còn nếu không đủ duyên nữa nó không hiện luôn. Còn có thể đủ duyên nó hiện sớm hơn. Thành ra tôi thấy ở trong đó nói đó, thì mấy vị như Quỳnh Phú Sổ nè, này kia Thiên Cơ, Sấm Giảng, Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, Sấm Trạng Trình nè, nói mà đâu có dám định ngại. Thì cũng nói năm Thịnh nè, thì Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh vì can qua xứ xứ động đao binh, vì Mã Đề Dương Cước anh hùng tận tôi rồi đó. Tôi cũng mê cái này. Mấy năm trước tôi chưa có biết Bát Nhã đâu, ai cũng mê, đụng vô là mê. Rồi tới Quỳnh Phú Sổ rồi mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rón máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê hả, ôi tùm lum. Thì bây giờ mới đi ra đưa mấy cái đó lên là phải có. Rồi hỏi tôi có không sư, tôi nói nó có là sai, và nó không có là trật. Nó phải tùy nhân duyên. Đạo Phật là đạo duyên sinh, ai cứ duyên đầy đủ thì nó phát hiện, mà duyên không đủ thì nó ẩn. Thế giới này là hiện tượng giới, để mà có ngày thì mình biết đêm nữa chưa, trong đó nhất định là đêm phải hiện thôi. Mà hãy có đêm thì mình đừng sợ, có ngày hiện trong đó. Hãy có tội thì mình đừng sợ, phước chưa sẵn trong đó. Mà khi hưởng phước thì đừng có mừng, tội nằm trong đó. Để mà được cái đó thì mình sống an nhàn thôi. Thì cái hiểu biết này chính là Bát Nhã. Nhìn cuộc đời với con mắt là không có bị ô nhiễm. Bi trí mà nhìn chúng sanh, lấy cái tâm từ bi, cái trí tuệ của mình mà nhìn cái cuộc sống thay đổi này, không bao giờ chao động cái tâm. Thành đó mình tưởng đâu Phật, Phật đó là thị hiện. Chúng sanh đau khổ thì Ngài cũng đau khổ, nhưng mà Ngài có cái không hề đau khổ. Cũng như thầy giáo vậy, mà học trò nó đánh dần nó y tờ y ti thì thầy giáo cũng phải đánh dần theo. Đó là Ngài làm bộ thôi. Tôi thích dùng cái chữ làm bộ hơn là chữ thị hiện. Ngài cũng làm bộ đau khổ, làm bộ đánh dần, nhưng mà đâu phải Ngài đánh dần Ngài mới đọc được, vì chúng sanh nó đánh dần. Thành ra Bồ Tát mà có như Quan Âm mà nhỏ hợp lệ khóc cho cõi này là làm bộ khóc thôi. Chúng sanh đau khổ quá thì Ngài cũng đau khổ theo cái đau khổ chúng sanh. Cái đó kêu là từ bi. Nhưng mà chúng sanh đau khổ là đau khổ thật sự, không có trí tuệ. Còn Ngài có từ bi mà có trí tuệ, bất động. Làm bộ vậy thôi cho Ngài không bao giờ mà động tâm tới được. Thì tôi thấy pháp môn tịnh độ nó khó hiểu.
khó tin mà nó dễ chứng đắc. Thời buổi này nó khó. Thì tất cả pháp môn khác đó, của đạo Phật đó và tất cả tôn giáo bạn đó, nhất niệm thì sẽ sanh về cõi trời. Nhất niệm thì đắc quả trời. Chỉ có mình tịnh độ nhất niệm sẽ thành Như Lai. Không có pháp môn nào giống nói gì hết đó. Phải thêm cái phát nguyện nữa. Nếu mà mình nhất niệm về cõi trời, phát nguyện dẫn về cõi Phật. Thành ra ba cái nguyện khó khăn nhất mà quý vị nghe nó 18, 19, 20. 18 đó là tu thường tịnh độ. Mà hãy nhất niệm phát nguyện thì giảng sanh. Phải phát nguyện nha. Thành ra quý vị muốn mà giảng sanh, quý vị cứ nhất niệm đi rồi phát nguyện. Và nguyện 19 đó là không tu tịnh độ mà tu tất cả tôn giáo bạn, tu tất cả pháp môn tứ niệm xứ của Phật giáo đó, là minh sát tuệ này kia đó, mà nhất niệm thì cái tập niệm phải qua nhất niệm thì sanh về cõi trời, phát nguyện về cõi Phật, mà bảo đảm 100 người về cõi Phật, 100 người thành Như Lai. Đó là Phật Thích Ca nói à, trong bài của tôi. Tôi không thêm dám đặt cái gì thêm hết đó. Nhưng mà tôi trùng tiên lại cho đó. Nguyện thứ 20 là của quý vị, của mấy người làm biến nhất. Không tu tịnh độ, mà không tu tất cả pháp môn khác, mà chỉ làm phước thôi. Nghe quỷ lão thì đưa tay quỷ lão, đóng tiền rất nhiều. Nghe không? Đã được cái danh, cuộc đời này là cuộc đời có danh. Nghe mà không danh là chắc không đóng nữa. Rồi đi tịnh độ chặt cây thuốc, mong được phước báo. Mà được nhất niệm á, mà phát nguyện dẫn dẫn sanh. Thành ra pháp môn tịnh độ khôn lắm. 48 lời nguyện quý vị chỉ cần thuộc 3 lời thôi. Mà ít ai giảng rõ lắm. Có mình tôi giảng. Tôi không ngán, tôi thấy chưa ai giảng đúng là tôi giảng theo cái hiểu thuyết của tôi. Vì nó là chữ Hán. Mà chữ Hán thì nó nhất tự lục nghì, nó nhiều nghĩa lắm. Vì tôi xưa học chữ Tạo. Thành ra theo cái hiểu biết của tôi là tôi giảng vậy đó. Chỉ nhờ tôi có duy thức, chứ tôi nắm được cái cốt lõi của đạo Phật. Thành ra 18 là thường tịnh độ, 19 là tu tất cả pháp môn khác, 20 là không tu tịnh độ, không tu pháp môn gì hết, chỉ làm phước thôi. Mà hãy tất cả ba cái này nhất niệm mà phát nguyện dẫn dẫn sanh. Do đó tôi đi các nơi là tôi nắm cái này tôi trả lời hết. Mà đạo Phật là đạo của tâm. Quý vị nắm cái tâm quý vị trả lời được hết. Thành ra có người hỏi tôi, bà sư niệm Phật 4 tiếng, 4 chữ hay là 6 chữ cái nào giảng sanh? Con nghe có vị pháp sư cũng giảng ở Hoằng Pháp đó, là 6 chữ mới niệm giảng sanh, còn 4 chữ không giảng sanh. Thiếu chữ Nam Mô là thiếu kính lại, mà đã không kính lại làm sao giảng sanh? Chết chưa? Một pháp sư đấy. Mà hỏi tôi giờ sao sư? Tôi nói 4 chữ cũng không giảng sanh, mà 6 chữ cũng không giảng sanh. Mà 4 chữ cũng giảng sanh, mà 6 chữ cũng giảng sanh. Rồi có người lại hỏi tôi là niệm Phật lớn tiếng thì dễ nhất niệm, niệm Phật nhỏ tiếng thì khó nhất niệm. Tôi nói niệm lớn tiếng cũng không nhất, mà nhỏ cũng không nhất. Mà niệm Phật bằng cái gì mới được chứ? Rồi mấy người nói miệng bằng, niệm bằng miệng. Tôi nói có miệng niệm được không? Không được. Nói tôi không cần miệng nè, tôi niệm Phật được không? Niệm Phật là niệm bằng tâm, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là niệm Phật. Còn bây giờ tôi cứ A Di Đà Phật, tôi lăn chuỗi một ngày 10.000 câu. Mà tôi cứ nhớ con, nhớ vợ, nhớ tiền bạc, nhớ tịnh xá thì giảng sanh không? Giảng sanh về tịnh xá, giảng sanh về cờ bạc. Cái gì phải nắm cái gốc đó, mà cứ hỏi hoài. Thì như nãy tôi nói là cái cốt lõi của mình đó là nhất niệm và phát nguyện. Thì nhất niệm là linh, mình cầu giảng sanh cũng nhờ nhất niệm. Mà không phát nguyện thì về cõi trời. Mà phát nguyện thì 100 người giảng sanh hết 100 người. Thành ra ta thường nói linh bất linh tại ngã. Mà niệm Quan Âm mà có người cầu xin Quan Âm hết bệnh, có người cầu không hết bệnh, nó Quan Âm là bất công. Quan Âm tư dị, mà các bậc thánh làm sao có vấn đề tư dị được, phải không? Nhưng mà tại mình thôi. Linh bất linh tại ngã. Thành đâu cái gì đừng có sợ ai, chỉ sợ mình thôi. Mình muốn giảng sanh cũng do mình, mà không giảng sanh cũng do mình. Không phải do Di Đà đâu. Tha thiết là gì? Quý vị mới nhớ tha thiết. Mà nhất niệm là gì?
Như thế nào gọi là nhất niệm? Quý vị đây cũng chưa chắc biết đâu. Tôi hỏi chứ nhất niệm đó 100 người trả lời sai hết 100. Con niệm một ngày 10 câu, và kia nói 30 câu, tôi 20 câu, và cứ nói vậy tôi một ngày 100 câu. Rồi bà nói tôi dạng niệm một ngày 1.000 câu niệm Phật, và kia nói 1.000 thì tôi tới 2.000. Bà nói tôi tới 10.000. Giảng sanh ông sư? Tôi nói hỏi người nào giảng sanh đó. Rồi gặp tôi là tôi nói thẳng à, mà người nào cũng giảng sanh đó. Cái đạo Phật nó không phải ở cái lượng, mà nó ở cái phẩm. Biết phẩm với lượng không? Lượng là đòi hỏi số nhiều, phẩm là đòi hỏi cái tâm mình có nhất niệm hay không. Mà nhất niệm là gì? Đó, nó đi từ cái khó này tới cái khó khác. Làm sao để nhất niệm? Thì quý vị nó nhớ là cái chỗ khó là chỗ đó. Thành ra quý vị phải gán nghe nắm cái cốt lõi. Thành ra tất cả câu hỏi gì quý vị phải nắm ở cái tâm.